Chào mừng quý vị các bạn trở lại với kênh Đại Vương. Thì đến video này Vương xin chia sẻ cho quý vị các bạn cách giải phóng dung lượng iPhone nha. Thì trên iPhone bộ nhớ nó bị giới hạn bởi ví dụ như là nhiều điện thoại là có 64GB hay là 128 hay là 256, thì nhiều cái bộ nhớ nó nhỏ quá thì chúng ta cần phải giải phóng đi để nó mới chứa tiếp, chứ còn không là cứ nó bao đầy. Thì làm sao để giải phóng được cái dung lượng trên bộ nhớ của iPhone thì Vương xin bắt đầu ngay bây giờ, xin mời quý vị các bạn cùng theo dõi. Thì bây giờ mình sẽ mở ứng dụng cài đặt nè. Mình sẽ vào cái mục là cài đặt chung. Mình sẽ bấm vào dung lượng phone. Thì tại đây cái dung lượng iPhone của Vương á, hiện tại là nó đang chiếm lưu trữ là 58,7GB trên 64 nè. Đó, đây là bộ nhớ của mình nó quá nhỏ. Nên là mình sẽ hướng dẫn cho chúng ta cách giải phóng cái dung lượng để mà chúng ta sử dụng tiếp nha. Chứ còn ở đây là chỉ cần chúng ta xuất hai cái video nữa là nó sẽ hết bộ nhớ nè. Tại bây giờ mình sẽ cái cách đầu tiên á, thì chúng ta sẽ làm như sau. Chúng ta sẽ quốc đây nè, ở đây là cái ảnh á. Cái ảnh thì chúng ta nên là cái nào không quan trọng thì chúng ta xóa đi nha, còn cái nào quan trọng thì chúng ta để lại. Ở đây cái cấp khuất á, thì nó chiếm lưu trữ của Vương tới 11,8GB nè. Bây giờ mình xóa thì chúng ta vuốt ra thì nó sẽ bị gỡ ứng dụng mất rồi, chúng ta không xóa tại đây được. Các bạn hãy vuốt ra, mình để vuốt xuống, mình sẽ tìm vào cái ứng dụng là cấp khuất đây. Thì tại đây chúng ta có thể là xóa bớt cái này là nó đã xuất rồi nha. Thì tại đây chúng ta sẽ xóa bớt nó đi, chúng ta chỉ cần nhắn giữ nè. Và mình sẽ tích vào những cái video, những cái dự án á, cái này là mình đã xuất rồi, nó đã được lưu lên cái điện thoại này. Mà nó nhiều quá thì nó tốn rất nhiều dung lượng á. Cái này thì không quan trọng nữa, bây giờ chúng ta đã xuất video rồi. Rồi, như vậy là bây giờ Vương sẽ xóa đi nha. Mình sẽ bấm xóa. Nó hỏi là có muốn xóa các dự án này không? Chúng ta bấm xóa nè. Rồi, như vậy là đã xong cái cấp khuất này. Mình sẽ vuốt ra. Mình sẽ vào lại cái phần cài đặt nè. Bây giờ chỉ còn 1,2GB nè. Hai cái này nó cộng lại thì nó là tới 1GB à. Rồi, cái thứ nhất. Rồi, như vậy là mình đã giải phóng được. Chứ cái cấp khuất không, nó đã giải phóng được một mớ rồi nha. Đó, từ 58 xuống còn 55 nè. Đó. Rồi, tiếp theo mình giải phóng ngay cái ảnh tại đây, xem các video cá nhân này, mình sẽ bấm vào đây. Và bây giờ Vương sẽ giải phóng những cái video này ngay tại đây. Đó, những cái video này bây giờ Vương sẽ giải phóng nha. Còn cái hình ảnh là nó nằm trong đây là các bạn đừng có lo. Đây là ảnh nó được 17GB trong này rồi. Thì cái đây nó đang là lưu tối đa này, xem những cái video chiếm dung lượng lớn này. Nhà mà chúng ta cần phải loại bỏ chúng ra này để cho nó nhẹ nha. Vương sẽ bấm vào đây. Và giờ Vương sẽ bấm là sửa. Và Vương sẽ vuốt xuống một lượt. Tích hết vào. Mình thấy cái video nào càng để thì mình để, còn cái video nào không càng thì mình xóa đi nha. Mình sẽ xóa những video này. Rồi, mình đã chọn xong rồi, bây giờ mình sẽ xóa nè. Nó nói là việc này sẽ xóa vĩnh viễn các video này, không thể hoàn tất hành động này nè. Giờ Vương sẽ bấm xóa khỏi iPhone này. Rồi, xong. Hỏi quay lại nè. Rồi, như vậy là mình đã giải phóng, nó còn lại là 48 này nè. Đó. Rồi, tiếp theo đó là ta có một YouTube đây nha các bạn ha. Cái YouTube này nó chiếm trữ quá nhiều. Thì bây giờ mình sẽ xóa cái app này đi và chúng ta sẽ tải lại. Xóa cái app tải lại là nó sẽ được giải phóng dung lượng rất nhiều luôn. Nó tới 6GB máy nè, bởi vì cái app này nó đang lưu trữ bộ nhớ đệm. Chúng ta có thể là xóa app. Xóa nó đi, xóa ứng dụng YouTube này đi. Rồi chúng ta sẽ tải lại. Mình sẽ xóa ứng dụng. Đây nè. Xóa YouTube cũng như sẽ xóa tất cả những cái tài liệu dữ liệu ứng dụng, không thể hoàn tất là không thể hoàn tất cái hành động này. Vương sẽ bấm xóa ứng dụng luôn. Xóa, xóa ứng dụng. Rồi như vậy là cái ứng dụng YouTube nó đã được bị xóa rồi nha. Thì bây giờ mình sẽ thoát ra, mình sẽ vào là App Store. Mình sẽ tải là cái ứng dụng YouTube. YouTube nè. Mình sẽ bấm tải lại.
Phương sẽ mở thì cái ứng dụng YouTube nó sẽ hoạt động bình thường. Thì bây giờ chúng ta chỉ cần đăng nhập thôi, chúng ta cho phép và chúng ta sẽ chọn một cái tài khoản khác này. Chúng ta sẽ chọn một cái tài khoản nha. Rồi Vương sẽ chọn cái tài khoản này. Rồi như vậy là YouTube đang hoạt động bình thường nha các bạn ha. Rồi mình sẽ kiểm tra dung lượng như thế nào. Mình sẽ vào trở lại là cái cài đặt nè. Mình sẽ kiếm cái ứng dụng YouTube. Đây cái ứng dụng YouTube khi chúng ta xóa chúng ta tải lại nó chỉ có 290 MB này. Rồi chúng ta thấy quá tuyệt vời không? Cái nào mà nó nhiều quá thì chúng ta xóa tải lại thì nó sẽ giải phóng được cái dung lượng trên cái điện thoại bộ nhớ nha, bộ nhớ của chúng ta. Chúng ta kiểm tra coi thử cái nào nó nhiều thì chúng ta hãy xóa đi. Những cái nào mà dài chục mê hay là dài trăm mê thì không sao. Chứ còn cái nhiều cái mà nó nhiều quá thì chúng ta để. Còn cái dữ liệu hệ thống này nó cái US này chúng ta không thể nào giải phóng được cái này đâu. Chứ cái dữ liệu hệ thống là bản ghi máy là không thể ra giải phóng được này. Rồi mình sẽ vuốt nó lên trở lại. Rồi như vậy là mình đã giải phóng được, nó chỉ còn là 36,6 rồi ghi này. Được một nửa nè các bạn ơi. Đây nè, đây 64, đây là 36 nè. Cứ vào cái album ảnh coi thử là có bị mất ảnh gì không. Đó, album ảnh, ảnh của Vương quá trời quá đất, video quá trời luôn. Thì tại đây những cái video nào mà chúng ta cảm thấy mà chúng ta đã up rồi thì chúng ta sẽ xóa rồi nha. Vương sẽ giải phóng bớt cho nó gọn cái dung lượng này. Rồi mình sẽ xóa này. Hay cái nào không quan trọng thì chúng ta xóa này đi. Mình sẽ vào album đó lại này. Mình sẽ xóa gần đây. Mình sẽ chọn và mình sẽ xóa tất cả. Đó. Cái nào không quan trọng thì chúng ta xóa. Cái nào quan trọng thì chúng ta để lại nha. Rồi mình vuốt ra, mình sẽ vào đó lại phần cài đặt nè. Đó. Thì đây 36.2 trên 64 nè. Thì Facebook nha, mình sẽ bấm vào Facebook nè. Bây giờ Vương sẽ bấm là gỡ bỏ ứng dụng nè. Chứ mình không có xóa ứng dụng, mình sẽ bấm gỡ bỏ thôi. Thì nó sẽ xóa cái giữ cái tài liệu lại thôi, mình sẽ bấm gỡ ứng dụng. Rồi, nó sẽ giải phóng được cái bộ nhớ của nó này, nó xuống. Rồi. Thì ở đây á, nó còn là 700 mấy mê nè. Thì ở đây chúng ta có thể là bấm là cài đặt lại ứng dụng. Chúng ta gỡ sang chúng ta cài lại. Thì nó sẽ không có bị mất cái dữ liệu gì hết nha. Mà nó được giải phóng được cái dung lượng của chúng ta. Zalo, Zalo giờ mình sẽ vào cái Zalo. Zalo thì mình sẽ bấm thoát ra, mình sẽ vào cái ứng dụng của Zalo nè các bạn. Zalo. Mình sẽ vào phần cài đặt nè. Ở đây mình phải bấm vào dung lượng và dữ liệu nè. Thì ở đây mình sẽ bấm dọn dẹp bộ nhớ nè. Dẹp nè. Và mình sẽ bấm là xem và dẹp nè. Tất cả nè. Giải phóng đi. Xóa. Video. File. Rồi. Thoát ra. Ta giải phóng quá nhiều. Facebook nè. Xander nè. Chúng ta thấy những cái ứng dụng là không quan trọng thì chúng ta cũng nên xóa bỏ nha các bạn. Vâng, như vậy là vừa rồi Vương vừa chia sẻ cho quý vị các bạn cách giải phóng dung lượng trên điện thoại iPhone. Và video đến đây là kết thúc rồi. Mình chúc quý vị các bạn thực hiện thành công. Nếu thấy video này hữu ích thì hãy cho Vương một like, một đăng ký kênh. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Bye bye.